kia là vẫn du lịch. Anh ơi, ở nhà mình đây làm gì đấy? Trồng đót. Trồng đót à? Ừ. Nhà anh có cần người làm không? Có, cần 2-3 người. Có một mình em thôi, cho em làm một buổi được không? Được. Không là giả tiền công cho em tính xong rồi. Rồi. Để em làm một buổi nhé. Đi hộ luôn đi. Vâng. Cuốc chưa? Thầy giáo còn bảo là lấp hết cả luống ấy. Cả luống đi. Nghỉ thôi anh về. Ừ. Muộn muộn rồi. Họ về hết rồi. 11:30 rồi. Thôi em nghỉ trước đây, anh chị về sau nhá. Dạ, là tiền công đây. Vâng em xin. Đây tiền của em đây. Vâng em xin nhá. 200 nhá. Nào cần người làm gọi em nhá. Rồi ok. Vâng, em cảm ơn. Nào điện nhá. Vâng ạ.